Xin chào các bạn, hiện tại đây là một số những chiếc máy ảnh mới về trong chiều ngày hôm nay thì mình cũng muốn nói sơ qua cho các bạn luôn. Ở trong đây thì có về được hai chiếc Sony Alpha A6400 này, một chiếc màu bạc và một cái chiếc màu đen. Một chiếc màu đen này cũng chiều vừa mới về. Hai cái chiếc máy ảnh này thì có một chiếc, ví dụ chiếc màu bạc này ngoại hình 99%. Con này thì hôm nọ đã bán cho một bạn, thì bạn ấy dùng được khoảng độ hơn tuần, bạn ấy mang qua bạn ấy đổi sang con A6600. Như vậy thì không có nghĩa là cái con A6400 này kém cả, nó vẫn bắt nét rất là nhanh và đi kèm với ống kính 16-50 thì là một cái ống kính cơ bản thôi. Còn nếu các bạn muốn gọi là quay phim chuyên sâu hơn thì mình nghĩ là các bạn nên nâng thêm những cái ống kính đắt tiền hơn, ví dụ như 18-105 hoặc là 50-1.8 hay 35-1.8 thì chúng ta có những cái thước phim hoặc là những cái bức ảnh chụp chân dung xóa phông nó tốt hơn so với kit khá là nhiều nhé. Nick 5 Pro hôm nay mình có hai chiếc này. Chiếc màu bạc ngoại hình nó rơi tầm khoảng một chiếc, ví dụ chiếc này nó rơi tầm 95% này, có một số những vết xước sát này. Còn cái con này thì ngoại hình nó đẹp hơn. Đấy, nó rơi tầm 97-98%. Khá là ok đúng không ạ? Ở đây có một chiếc màu trắng là Nick 5T. Cái này thì thu lại của bạn khách trước mua bên mình này. Cái tem vẫn còn tem bên mình này, nhưng mà nó cũ quá rồi. Con này thì mình cũng chưa chịu kiểm tra, vừa mới lấy xong thì cũng chưa kiểm tra. Còn ở đây là con A5100, con A5100 này thì trước bạn này cũng mua bên mình, chắc bán đi là nâng đời thôi. Ngoài ra thì ở đây có một chiếc Sony Alpha Nick F3 này. Cái con này ngoại hình khá là đẹp, các bạn nhìn ạ, màu trắng đi kèm với ống kính là 16-50. Ngoại hình con này khoảng 97-98%, cực kỳ là xuất sắc. Như cái con này đi kèm với cái ống kính 16-50 nó sẽ mức giá là hơn 4 triệu. Ở đây có hai con Nick 3 với cả Nick 5 này. Hai con này thì có một cái đặc điểm chung, đó là đều gắn những cái lens MF. Ví dụ con này là gắn cùng với ống kính là 50mm f1.7 này. Còn đối với con Nick 5 này thì đang gắn cùng với một con Takuma 55mm f1.8. Nhưng cái ống kính này là ống kính MF, ống kính phim ngày xưa. Các bạn mua về là chúng ta có thể sử dụng được ngay. Những cái con Nick 3 mà đi kèm với ống kính này nó sẽ có mức giá rơi tầm 3 triệu, hơn 3 triệu một xíu tùy từ ngoại hình. Ở đây có một cái chiếc màu đỏ này, đây này, hôm nọ đã giới thiệu cho các bạn rồi này. Hôm nay có một bạn đến qua xem nhưng bạn chê màu đỏ. Rất tiếc là bạn đã về xong thì lại có con màu đen này. Thế nên ra không biết bạn có quay lại không, nhưng mình đoán là không. Tại vì thường những người mà bảo là cho em về suy nghĩ là thường sẽ không quay lại. kiểu thế. Ở đây có hai cái mic mới về này. Ở trong tủ trước mình về thêm vài cái nữa. Tối mình sẽ gọi là làm kỹ hơn về cái mic không dây của Sony này. Cái mic này nó có thể là thu âm xa ở khoảng cách là 200m cơ. Do vậy các bạn nào quay phim mà theo kiểu ở cái chỗ mà có nhiều tiếng ồn ấy, mà chúng ta không quay được từ xa thì có cái mic này khá là tiện luôn. Còn đây là có 2-3 cái ống kính 55-210 mới về này. Những cái ống kính này rất đẹp luôn này. Hai con màu đen và một con màu bạc này. Thấu kính này rất là trong đúng không? Đấy, trong video các bạn có thể nhìn thấy. Đấy, rất đẹp luôn đúng không? Cuối cùng là một con Canon M100. Con Canon M100 này cũng mới về này. Chiếc máy này cũng khá là hot hit này. Dạo gần đây có rất nhiều bạn hỏi về con Canon M100. Hàng về rất là rõ rọt. Hàng tháng chắc về được tầm chục con thôi. Tuần về được 1-2 con là may lắm rồi. M100 khá là nhiều bạn hỏi. Con này ngoại hình mình đánh giá nó rơi vào tầm khoảng độ 96-97%. Về mình còn chưa cả gọi là lau chùi sạch sẽ đi. Cái len nó hơi bẩn ở cái góc này này. Đâu nhỉ? Đây này. Đấy, tẹo nữa làm video chắc mình lau chùi sạch sẽ đi. Con này phải 97-98%. Rất là đẹp luôn. Màn hình không có chuyện bị đen góc nhé. Do vậy các bạn mua về là cứ sử dụng thoải mái thôi. Ở đây là một số những cái ống kính 18-55. Tất nhiên những cái ống kính này thì đặc biệt là những cái ống kính bạc kiểu như này thì bên mình không bán đâu. Bên mình sẽ ghép cùng với những cái body. Tại vì ở trong kia vẫn còn rất là nhiều body. Cá biệt có một số những cái ống kính 18-55 màu đen thì những cái ống kính này rất là đắt. Ống kính này ấy, chẳng qua nó đắt là do là cái độ hiếm của nó thôi. Còn cái chất lượng thì nó cũng vẫn như cái ống kính 18-55 màu bạc mà thôi. Màu đen này nó cũng giá rơi tầm 2 triệu thôi các bạn ạ. Trên đây là cái video nhanh về những cái chiếc máy ảnh mới về trong ngày hôm nay của mình. Bạn nào có nhu cầu nhé, có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại mình ghi trên video nhé. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo khi mình trên tay những chiếc máy cũ khác.